Nội Thất Sơn Đông xin kính chào quý khách. Thì hôm nay video này em làm bàn giao và sản phẩm tại các khách VIP. Và đây là chiếc ghế làm việc tại nhà anh Thông ở quận 10. Tựa hoa lá tây, bọc nệm, các bạn sang trọng và đẳng cấp không ạ? Và trước khi giao hàng thì các anh chị tại cửa hàng ở Thất Sơn Đông sẽ lau chùi cẩn thận tỉ mỉ, quán kỹ càng sản phẩm, bàn giao cho khách hàng. Chiếc ghế làm việc rất là sang trọng. Chiếc ghế đã tới nhà của người chủ nhân mới, được bọc rất là kỹ càng trước khi giao hàng. Và đây là hình ảnh của các anh chị tại cửa hàng ở Thất Sơn Đông của chúng em đang quán rất là kỹ càng từ sản phẩm để giao cho khách hàng. Bộ bàn ăn cơm xe gõ đỏ để giao cho anh Luận ở quận 7. Thì khách này thì mua combo gồm bàn ăn, tủ quần áo và chiếc giường. Trước khi giao hàng thì các anh chị của em sẽ gói kỹ càng từ sản phẩm để giao cho khách. Bàn ăn được bàn giao cho đến nhà của anh Luận ở quận 7. Cảm ơn anh ạ. Chiếc giường gõ đỏ thì là xinh xắn. Tủ quần áo. Và tất cả sản phẩm em là được chọn lọc kỹ càng từng hố gỗ đẹp nhất để đưa vào sản phẩm, để đảm bảo được chất lượng của sản phẩm cũng như vẻ đẹp của sản phẩm vững bền theo thời gian. Và đang được chương trình khuyến mại hấp dẫn áp dụng từ ngày 14 tháng 1 cho đến ngày 1 tháng 2 năm 2021. Mức giá sale là từ 15% đến 45% cho tất cả các sản phẩm tại cửa hàng. Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh hạnh tại cửa hàng Thất Sơn Đông của chúng tôi. Khách chuyển tiền vào tài khoản ship nè.